cảnh báo va chạm trong đô thị. Sau khi tìm hiểu về giao thông các nước đang phát triển, trong đó có Việt Nam, với mật độ đông đúc và phức tạp, Movon đã phát minh ra cảnh báo dành riêng cho xe đi trong khu vực đô thị. Hệ thống sẽ tính toán ở giải vận tốc từ 0 đến 30 km/h. Khi di chuyển trong đô thị, khoảng cách giữa hai xe rất ngắn, chỉ từ 2 tới 7m. Cùng với đó, vận tốc của hai xe rất thấp, chỉ từ 10 đến 20 km/h. Khi đó, thời gian dẫn tới va chạm sẽ kéo dài hơn. Nếu hai xe di chuyển ở vận tốc thấp, dù khoảng cách có gần, hệ thống vẫn tính toán đang ở khoảng cách an toàn, nên sẽ không đưa ra cảnh báo. Movon sẽ chỉ đưa ra cảnh báo khi thời gian dẫn tới va chạm của hai xe thực sự nguy hiểm.